Xin chào tất cả các bạn. Sau một cái quãng hành trình rất dài để đi tìm cái bộ lạc Mika đấy thì mình thực sự là rất đuối. Nên là hôm nay mình có chọn cho mình một cái khách sạn rất đẹp và kiểu như gần bãi biển đấy, ở Adava Dwarka, Madagascar. Các bạn thấy là biển trong xanh này. Lâu lắm rồi mình mới thấy cái màu nước biển nó đẹp như thế này á. Vừa nãy mình mới tắm biển xong ấy các bạn. Thì lên trên này vừa mới ăn chiều nghỉ ngơi. Bây giờ hiện tại là 3 giờ chiều. Khách sạn đây thì vừa ấy mình chỉ thấy có một vài khách nước ngoài thôi. Còn lại thì không thấy ai cả. Cái đường nó đây cơ. Nhưng mà nhìn đã. Đấy, vừa mình ra góc đằng kia mình tắm biển kìa các bạn. Một cái phòng ở đây mình thuê là mà cũng rẻ thôi các bạn, có tầm 700 nghìn. Thì so với cái view ra biển như thế này thì là khá rẻ. Nhưng mà so với giá tiền ở bên Madagascar thì cũng là cao với các bạn. Vì ở đây người ta cũng dân người ta nghèo ấy. Người ta không có tiền để có thể ở mấy trăm nghìn một đêm đâu. Thì đằng trước khách sạn, cái phòng thì có những cái ghế như thế này để có thể ngồi uống nước và nhìn view ra biển đây. Wow, quá đã luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 phòng. Đây, 6 phòng này đây. Thì phòng đằng sau trong này đây thì giá đắt hơn. Thì tầm hơn 1 triệu. Thì trong đấy có thể ở được mấy người nhưng mà mình cũng không cần thiết cho lắm. Mình chỉ ở cái phòng nó như thế này thôi. Chỉ có phòng trang trí hình con rùa này. Đúng đậm chất biển luôn đúng không? Mình sẽ ở đây tầm 3-4 đêm các bạn ạ. Thì phòng này cũng có thể ở được 2 người nhưng mà cái vòi tắm ở đây thì nó gần biển đấy các bạn. Cái nước tắm thì nó cũng kiểu như nước biển không à. Thì người ta cho thêm hai cái thùng nước ngọt. Mà nước nợ tôi cũng chả phải nước ngọt đâu. Thì khi mà tắm xong bằng cái vòi bằng nước mặn này thì khách có thể lấy hai cái thùng nước ngọt này tráng qua người cho nó thoải mái. Ui. Đã không? Đấy, hôm nay thì mới hôm nay chắc ở đây cũng chả làm gì đâu, chắc ngồi thư giãn, uống cà phê, ăn uống rồi edit video để đăng lên cho các bạn xem. Đấy, những ngôi nhà ở làng quê đây các bạn, nhà thì chát đất này. Đi về đây á, làng quê thì người ta nghèo lắm các bạn. Điện lưới ở cái vùng này là đâu có đâu. Người ta sống không kiểu Việt Nam mình chắc là tầm 20 năm trước như vậy nhờ các bạn nhỉ. Tại vì mình cũng ít tuổi mình không nhớ, nhưng mà cái ký ức tuổi thơ của mình là cái lúc mà mình 4-5 tuổi ấy, thì thường là đêm là mất điện. Đêm mất điện là thường kiểu như bạn bè hàng xóm là hay kiểu quây quần với nhau ngồi nói chuyện ấy. Nhiều khi là không có điện cũng có cái hay của nó các bạn ạ. Thì mọi người kiểu như là tận dụng những cái khoảnh khắc để dành thời gian nói chuyện với nhau ấy. Chứ như bây giờ đây thì thường là tập trung vào cái điện thoại là hơi nhiều. Nhưng mà được cái người dân ở đây thì mình thấy là cực kỳ thân thiện và dễ thương. Đây không biết mọi người đang bán quả gì đây. Bao bắp. Bao bắp. À đây cái quả bao bắp đây các bạn. À rồi. Giờ mình sẽ thử mình mua cái này ăn nhé các bạn. Ăn trước mình ăn ở bộ lạc Hasabe là ăn khá ngon đấy. Vị nó chua chua bột bột đấy. How much? Ok. Bên này đây thì có những cái quán tạp hóa mọi người đang bán đồ này. Đây, phong cách làng quê đây. Ở đây có bán thịt thịt chiên này. À, ô lệch chắc. Thịt nướng. Ăn đâu không đi ha? Rồi. À, sao em quay về được không?
Cebu. Cebu à? Nun. This is one guy I met. Goat. Ah, goat. Ah, yes. Thịt dê các bạn ạ. One piece, please. Right. Yeah, yeah. Mình sẽ thử một miếng thịt dê này nhá. Để cho các bạn xem này. Đấy, anh ấy treo luôn con dê ngoài này đấy. Nhìn kể cả ở làng quê này thôi nhưng mà mình thấy miếng thịt ở cái đồ ăn ở Madagascar này là ngon các bạn ạ. Khá ngon. Nói chung là nó không phải là so với Việt Nam mình thì nói chung là vẫn thua, nhưng mà ý là so với những cái nước châu Phi mà mình đã từng đến, mà mình đã từng thử những cái đồ ăn bên đấy, thì đồ ăn bên này ngon và sạch sẽ hơn ở những cái nước khác nhiều. Hôm trước là mình đi về là về trên đường mình ăn được cả thịt thịt vịt nhá. Cũng khá là thú vị ấy. Thì lâu lắm rồi mình mới ăn lại được thịt vịt ở lại đây. Đấy, thì đồ ăn ở đây là phong cách vừa Đông Nam Á vừa mấy nước Ả Rập. Bên này thì chị này đang chiên bánh các bạn ạ. Đấy, như các bạn thấy là cái chị này cũng bôi trang trí lên mặt cái kiểu như cái bột gì vậy á. Thì cái này là bữa trước mình đi ở bên Myanmar là mình thấy phụ nữ ở bên Myanmar là trang trí như vậy. Thì đến đây rồi mới thấy mọi người quẹt lên mặt những cái đồ như vậy. Đấy, phong cách rất Đông Nam Á. Thì đây các bạn. Thịt dê mềm các bạn ạ, ngon á. Thịt thà đây được cái là mình thấy ok duyệt. Bạn này chở xe túc túc mình đi rồi, hai anh em đang ngồi để ăn cái rồi đi về. Bây giờ mình sẽ thử cái quả bao báp này xem có khác gì cái quả bao báp mình ăn ở bên Tanzania không. Đấy, các bạn thấy là bột này à. Quả này thì mình ăn thấy không ngon bằng ở bên bữa trước ở bộ lạc Hazabe. Bên này cái vị chua với vị ngọt của nó không có nhiều bằng bữa trước mình ăn đấy. Có vẻ là cái quả này là quả này hơi non một chút. Chỗ này là cái chỗ mà cho người dân ở đây trong cái ngôi làng này đi lấy nước đây. Thì các bạn thấy là ở đây người ta có cái biển là 4.000 area. 4.000 tiền Madagascar này. Thì chắc là đến đây là ai lấy nước là phải
mất tiền thì các bạn. Để chứng tỏ cái ngôi làng này là không phải nhà nào cũng có nước mà dùng đâu. Đây, chỗ này có cả mấy cái bình này. Chắc là 4.000 là sẽ gồm nhiều cái bình như thế này các bạn. Và đâu ai mà lấy ít như thằng cu nhỏ này thì chắc là sẽ không mất tiền. 4.000 là tầm 20 mấy nghìn Việt Nam đồng mình. Đấy, làng quê thì cũng nghèo thôi. Đấy, nhà đây, nhà ở trong này là các bạn nhìn là cũng rất nhỏ và lợp bằng những cái cây gỗ và những cái tấm cái cây que củi này lên làm bờ rào này. Cá này ăn ngon lắm này. Bên này người ta ăn thịt nướng nhiều mà các bạn ạ. À, bây giờ mình gọi ít thịt nướng để ăn này. Gọi ít cánh với cả mấy miếng lườn với đùi ăn. Cái này không biết cái gì đấy các bạn. Nó kiểu hình như là nó kiểu như là cái lạc vậy các bạn. Lạc nhưng mà người ta xay nhuyễn ra xong rồi người ta cho mỡ vào ấy. Thì ăn nó kiểu béo 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 vậy á. Nhìn đấy, mời tất cả các bạn ăn tối với mình nhá. Đấy. Bên đây khách là cũng tới này này. Ai để ăn lại đường thì các bạn. Đây là một cái quán tạp hóa ven đường này các bạn. Thì tối nay là mình sẽ coi như là hòa nhập với cả cuộc sống ở làng quê đây này. Thì quán này là mình thấy là khá khang trang nhất rồi đấy. Thì bây giờ ở đây có mì này. Và đây các bạn thấy đậu này. Mọi người cho hẳn vào cái xô to đùng này. Mọi người trộn vào với mì. Xong mình sẽ ăn cùng với cả cá ở đây. Đấy, nhiều khi đấy cũng đi bụi phải như vậy các bạn. Ok, mời các bạn cùng ăn thôi. Đứng ở đây là cũng ăn bên ngoài luôn các bạn. Ở đây thì các bạn thấy là cái cửa sổ bên ngoài đây thì mình sẽ ở đây cũng có mấy người đến ăn nữa này. Đây cho các bạn xem bên ngoài nha. Mọi người bán mía này, bán những cái loại hạt này. Và những đứa trẻ con này thì đang bán khoai. Nhưng bây giờ tối rồi thì chúng nó sẽ thu gọn lại à. Dọc phố này và đằng sau này nữa. Đằng sau này là cũng như vậy luôn. Nhưng mà các bạn thấy là chỗ này là một cái thị trấn rất lớn rồi. Nhưng mà đèn như thế này là đã sáng lắm và đã nhiều lắm rồi đấy các bạn. Chăng cô bên này bán bánh mì. Ok, mời các bạn ăn tối nhá. Được cái cá ở đây thì cực kỳ ngon các bạn ạ. Cá ở đây thì là gần biển, gần sông ấy. Mọi người bắt được cá tươi. Đây, thử món mì nhá. Mì với đậu. Cái nước sốt đậu thì hơi mặn một chút các bạn ạ. Cả vô sốt ấy, khá vô vị. Chị bạn này đây, bạn đang pha cà phê. Cà phê bì tê.
Cho các bạn xem lại quang cảnh nhà này, rất đông vui. Thank you, merci. Mấy em nhỏ này cũng đang thu dọn sắn về giúp mẹ này. Đây là một cái quán bia địa phương này các bạn. Thì đây các bạn thấy là vào cái quán bia này thì mình gọi chai bia được cái gì. May ở đây là có bia lạnh các bạn ạ, nên là thoải mái. Đấy, bia này là bia Madagascar này. Một cái chai to chà bá luôn. Không biết chai này như là 750ml thì phải 5,4 độ nha các bạn. Mấy chị mấy cô đây là đều có cái lọ kiểu như cái lọ mà đây các bạn nhìn trên mặt của mọi người này, mọi người bôi vào này. Đây, nhưng mà cái lọ này giờ hết rồi. Mà trong này mình thấy là không biết mọi người bôi trong có hỗn hợp cái gì đấy các bạn, nhưng mà ngửi mùi rất thơm luôn. Đây là một cách trang điểm của người ở đây. À, pao pao. Em gái đang nấu cơm đây các bạn. Vừa mới cho gạo vào. À, đây là một cái nồi để nấu kiểu đậu xúc đậu. Merci. Buổi sáng bãi biển đấy các bạn. Thì cả đêm mình chạy xe đi dọc bờ biển. Thì bây giờ sáng rồi thì mới thấy là nhìn ngắm được biển đây. Đúng là biển Madagascar dọc quanh đảo này đẹp thật. Đằng xa kia có những cái người mà đi đang đi bắt cá, bắt gần bờ đấy các bạn. Biển gần đây thì cũng rất yên thôi, không có sóng mấy, tắm là khá là ok đó. Lại cái chuyên mục mà xe các bạn cứ đi một lát là xe lại gặp trục trặc. Sáng tầm đêm mới sáng cực kỳ lạnh luôn các bạn. Bây giờ mình mặc áo cả áo dài này mà người ra ngoài vẫn run cầm cập luôn. Nhưng mà chỉ một lát nữa thôi là lại nóng. Các bạn thấy là ở Madagascar này đây, lại cái con đường mà quen thuộc đây. Đấy, đường cực kỳ xấu luôn. Thì mình thấy là Madagascar là một cái hòn đảo mà nó vẫn còn, mọi thứ vẫn còn nguyên sơ đấy các bạn. Đẹp quá.